Emry xin mến chào đại gia đình, xin mến chúc đại gia đình có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Hướng này thì gia đình chúng ta sẽ thẳng ra luôn sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay cũng là bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 8:50, tức là 9:10, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Đây thì có một cái căn nhà ha, một cái mặt tiền đây cũng đang gọi là dán bảng cho thuê nữa. Đó thì ngay chỗ Phú Nhuận này cũng rất là VIP rồi, quá VIP luôn, cái khu vực gần sân bay. Đó thì bên kia thì có một cái mặt bằng của ngân hàng Agribank, người ta cũng trả mặt bằng luôn rồi. Đó rồi bên đây là gọi là cũng một mặt bằng đóng cửa nữa. Vừa bước vào thôi mình thấy là có một cái gì đó nó sai sai rồi. Quá nhiều gọi là cái mặt tiền kinh doanh mà gọi là bị đóng cửa. Ở đây mình thấy có thời trang An Phước này. Thời trang An Phước mà đặt khu vực này thì cả nhà mình biết rồi đó, coi như là nó sáu bảnh như thế nào luôn. Đây là góc ngã ba của đường Phan Đình Phùng, giao nhau với khu Giang. Em đi sẽ đi thẳng luôn, thẳng Phan Đình Phùng này cũng là một bằng mặt bằng vừa dán bảng cho thuê rất là bự nữa. Quá trời vậy ta. Sáng mới ra đi mà gia đình chúng ta thấy là gần như luôn là cái tình hình kinh doanh giữa những cái mặt bằng mặt tiền kinh doanh đó, thì bây giờ coi như là chậm, đa số bà con luôn là gọi là kinh doanh nó eo ọt á, dẫn đến cái tình trạng là trả mặt bằng rất là nhiều. Ở đây thì có một cái ngã ba giữa đường Phan Đình Phùng và Huỳnh Văn Bánh. Đây ghi sẽ rẽ vào đường Huỳnh Văn Bánh luôn. Xem hôm nay thì sẽ đi một vòng khu vực quận Phú Nhuận để gia đình chúng ta tham quan đường phố ở khu vực này. Giờ này coi như là cũng gần 9 giờ mà đi thấy là cái lượng xe cũng khu vực này cũng khá là đông. Bà con lưu thông phải nói là suốt luôn. Mặc dù giờ này thì số anh chị làm văn phòng, làm công ty thì ta cũng vào hết rồi, vào làm hết rồi. Mà cũng còn một cái lượng lớn bà con di chuyển ở phía bên ngoài, ngoài mặt tiền đường. Đó thì ghi xe rẽ vào con đường Huỳnh Văn Bánh này, chạy đây. Phú Nhuận phải nói là rất là nổi tiếng với nhiều khu như là khu núi nổi nè, rồi những cái ngôi chợ như là chợ Phú Nhuận nè. Đó thì mình thấy đó là rồi Huỳnh Văn Bánh, một trong những cái con đường mà rất là nổi tiếng. Ngày xưa ở đây thì cà phê nè, quán ăn, rồi những cái văn phòng, rồi công ty rất là nhiều. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đi một vòng bên đây thì thấy hai mặt tiền đường hai bên có cái vẻ gì đó nó là lạ. Mình thấy hai mặt tiền hai bên thì nó không kinh doanh sầm phước như ngày xưa nữa, mà ở đây mình thấy là gần như luôn là mặt tiền hai bên coi như là người ta đóng cửa rất là nhiều. Đó anh thấy đây, hai bên mặt tiền đó thì dài ra luôn nè, mình thấy quá trời luôn. Nó từ đầu đường đến giữa đường luôn. Đây có một cái tiệm tạp hóa hai mặt tiền cũng đỡ đỡ lại đây. Khu vực này kinh doanh mở cửa cũng hơi nhiều một chút. Đó thì chỗ này thì ta cũng để là cho thuê mặt bằng nữa nè. Đó thấy. Bây giờ thì cho thuê mặt bằng rất là khó, tại vì kinh doanh nó chậm quá, cho nên đa số người ta trả là nó nghỉ, nó đổi luôn, đổi chuyển sang cái mô hình khác. Rồi bây giờ thì coi như là mặt bằng thuê thì giá cao, nhưng mà buôn bán thì chậm, dẫn đến là làm thời gian là ai cũng than lỗ chứ cũng bỏ chạy. Có những cái tòa nhà văn phòng rất là lớn ha, quá trời nhiều công ty nè, tòa nhà Việt Á Châu nè, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn Lực Quán nè, công nghiệp nhựa nè, rồi đây là nguyên một cái dãy công ty dài luôn nè. Thì những cái văn phòng mà cho thuê giờ như những cái đây, những tòa nhà văn phòng như thế này thì bây giờ coi như là cũng gọi là rất là chậm, tại vì nhiều công ty á, người ta phá sản nên là không có thuê nhiều nữa. Ế đó, bên kia đối diện bên đường là cho thuê nhà nữa. Mình thấy quá trời luôn. Đó thì đi một vòng thôi, mới đi một đoạn ngắn thôi thì mình thấy khác rồi, khác rất là nhiều. Đó hai bên đường thì nhìn gọi là nó giống như là khu nhà quê vậy cả nhà. Nó giống như ở miền quê vậy đó. Vết toan hàng Việt và bây giờ như là thấy không có bỏ trống nữa nè, giống như một cái vùng quê vậy. Mình đi mình thấy hai bên đường như là ít kinh doanh buôn bán, giống như những cái đường mà tỉnh lộ đồ đó thì mình đi mình thấy
gần như là ít người gọi là kinh doanh buôn bán, mà đa số là người ta cửa đóng then cài. Thì mình đi mình thấy một vòng đây luôn, nhìn cái tình hình ở đây để gia đình chúng ta thấy được là cuộc sống kinh doanh buôn bán của bà con thì bây giờ coi như là cũng khó khăn. Ngay chỗ hình quân bánh này thì gọi là cũng là một trong những cái tuyến đường gọi là nổi tiếng, nó sầm uất của quận Phú Nhuận, mà bây giờ coi như là cũng khác xa rồi. Đó, em thấy đây khác xa luôn ha, nhìn nó lưa thưa vậy. Mình thấy gọi là dùng một cái từ là không có sức sống, tại vì nó không có còn cái độ nhộn nhịp nữa, mà nhìn thấy nó chìm nghiễm như thế này luôn. Đó, thấy quá trời. Đây thì em Ri sẽ tiếp tục đi con đường Huỳnh Quang Bánh này luôn, chạy thẳng ra luôn. Ở đây thì Huỳnh Quang Bánh giao nhau với Nguyễn Văn Trỗi. Đây, chỗ Nguyễn Văn Trỗi đây. Em Ri sẽ đi theo con đường Huỳnh Quang Bánh này tiếp tục nữa để gia đình chúng ta thấy những cái con đường nổi tiếng thì như thế nào. Nguyễn Văn Trỗi này nếu mà rẽ phải thì gia đình chúng ta thấy là sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất, còn rẽ trái thì sẽ về lại trung tâm quận Nhất. Đó thì em Ri sẽ đi thẳng luôn ngay chỗ đường Huỳnh Quang Bánh này. Gần đây thì thấy ở trung tâm Sài Gòn chúng ta nổi tiếng với cái món là hủ tiếu mực, hình như là một cái món mà được gọi là nhiều người ưa thích, thực khách ưa thích, cho nên là đi một vòng á mình thấy là cái quán hủ tiếu mực nhiều lắm, đâu đâu cũng thấy là lâu lâu lại thấy hủ tiếu mực. Đây có hệ thống con cưng nữa nè, con cưng mà đặt ở đây thì mình thấy là tình hình kinh doanh của bà con đây thì gọi là rất là sôi động. Nhưng mà bây giờ thì nhìn trời ơi thôi là nó vắng tẻo một tẻo luôn cả nhà mình. Huỳnh Quang Bánh đây giao nhau với Nguyễn Văn Trỗi, đoạn này ngày xưa thì bao la sầm uất luôn, bây giờ mà coi nè nó vắng. Bên kia thì nhà cho thuê mà gọi là cái bảng á, nó dán mà dán lâu ngày rồi đó, dán lâu ngày rồi cho nên là mình nhìn thấy là nó cũ, nó bạc màu hết trơn luôn đó, nhưng mà vẫn chưa có người thuê nha. Quan trọng cái là cũ bạc màu nhưng mà vẫn chưa có người thuê nữa, chứ không phải là cũ bạc màu mà có người thuê. Ở đây qua trời ha, nhìn những cái tuyến đường ở đây thì mình thấy được là bây giờ thì coi như là nhận không ra luôn mà còn quá khó khăn. Hôm đó thì để em đi dài lên nữa cho gia đình chúng ta tham quan, tại vì đi cũng ít khi review ở khu vực quận Phú Nhuận đó, thì lâu lâu mà mới qua đây một lần. Mà bây giờ thì nhìn lại những cái con đường mà ngày xưa là gọi là đông nghẹo nghẽo, kinh doanh làm ăn mặt bằng giờ kiếm thuê là thuê không ra, tại người ta dành hết trơn rồi, làm ăn được lắm đó. Thì bây giờ mình đi mình thấy này, quá trời luôn nó đi, người ta dành hết nhưng mà bây giờ mình đi vòng vòng qua đây mình mới thấy được là bây giờ nó vắng dữ luôn, chứ không phải vắng bình thường nữa đó. Đi dài lên luôn ha, để cả nhà mình thấy được cái cuộc sống bây giờ như thế nào, te tua luôn ha, bớt xì lết. Và ngay đây thì ngay chỗ ngã tư của Huỳnh Quang Bánh giao nhau với Trần Huy Liệu, Ri sẽ đi thẳng đường Huỳnh Quang Bánh luôn. Huỳnh Bánh là một trong những cái tuyến đường nổi tiếng rồi, hôm nay là quyết định sẽ đi hết con đường này xem như thế nào. Cái nhìn cái cảnh đây thì mình thấy tội quá, đó đây có cà phê muối nữa này, rồi đủ thứ, nhưng mà chậm thì vẫn chậm thôi. Khác ha, nhìn cái đường Huỳnh Quang Bánh này hiện tại thì cả nhà mình thấy đó, vừa rồi thì cuối quý 3 năm 2024 này thì GDP của Việt Nam chúng ta thì cũng may mắn là tăng được 7.4% so với cùng kỳ năm trước, thì đây cũng là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà bên cạnh đó thì gia đình chúng ta thấy là có đến hết quý 3 năm 2024 thì tổng cục thống kê cũng cho biết là có 163.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, thì đây cũng là một số lượng lớn. Doanh nghiệp rút khỏi thị trường thì ảnh hưởng đến đến cái việc làm của bà con rất là nhiều. Ở đây thì có cà phê muối Chú Long nữa nè, không biết là bây giờ còn vẫn còn hoạt động ha, cà phê muối ở đâu vẫn đang bán nè. Nhưng mà do là qua cái giờ mà đi làm á cho nên là bây giờ mình thấy là hơi vắng, cho nên cà phê muối Chú Long thì mấy các bạn nhân viên cũng ngồi trong hết trơn rồi, không có đứng ra ngoài đó. Thì dài lên nữa, trời, đây có hai vị khách nước ngoài mừng quá.
ra Phú Nhuận mà thấy gặp khách nước ngoài là mừng rồi. Tại vì bây giờ mà nói về khách nước ngoài á, thì cũng ít. Đa số là ra trung tâm quận nhất, ngay chỗ chợ Bến Thành rồi mới gặp nhiều. Phố đi bộ, Bùi Viện rồi đó. Nhưng mà cũng lai rai, thưa thớt, không có nhiều. Đó, cái lượng khách quốc tế thì bây giờ mình không biết như thế nào. Riêng cái lượng khách mà về nhu cầu du lịch đó, thì rõ ràng là bây giờ thì kinh tế khó khăn. Cho nên là đa số ai ta cũng gọi là giảm hết trơn. Không có đi du lịch nhiều như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cứ năm đi du lịch 2 lần, 3 lần. Còn bây giờ nhiều khi là 2-3 năm chưa đi du lịch được một lần nữa. Lý do là kinh tế khó khăn. Rồi nhiều cái là phải bon chen với cuộc sống. Cho nên là đâu có còn tâm trí nào để du lịch. Đi du lịch mà trong lòng nó gọi là buồn ảo não luôn thì đâu có đi ra nữa. Đây quá trời luôn này. Vắng. Hai bên thì nãy giờ đi gia đình chúng ta để ý đó. Có nhiều cái mặt bằng cho thuê. Và một cái điều mà hiện diện, hiện hữu trước mặt gia đình chúng ta rất là nhiều. Đó là những cái mặt bằng, mặt tiền, kinh doanh, nhưng mà đóng cửa rất là nhiều. Nãy giờ đi thì hai bên đường thì cả nhà mình nhìn thấy có rất là nhiều cái mặt bằng người ta đóng cửa. Đây, ở đây nguyên dãy luôn, người ta đóng cửa hết trơn nguyên dãy này luôn nè. Rồi gọi là rất là có những cái câu nói mà rất là nổi tiếng của Việt Nam chúng ta là nhà mặt phố bố làm to. Cái nhà mặt phố mà nó còn hơn bố làm to, nhà mặt phố là đứng đầu. Đó thì có được cái nhà mặt phố thì ngon lành cành đào hết trơn rồi. Đó thì bây giờ mình mới thấy được những cái hoàn cảnh nè. Những cái mặt đèn bự như vậy nè. Đó là cũng đóng cửa hết trơn luôn. Đó là để cho thuê văn phòng nè. Quá trời luôn. Đó thì nổi tiếng cái câu là nhà mặt phố mà. Nhà mặt phố là nhất. Không có gì bằng hết trơn. Mà bây giờ nhà mặt phố mà đóng cửa la liệt như thế này thì mình thấy là đảo lộn lại câu nói rồi. Thì cái câu nói ngày xưa thì bây giờ có thể là không còn đúng với cái thực trạng bây giờ nữa. Đó thì nhiều nhà mặt phố nó cũng bó tay chấm cơm, không tạo ra dòng tiền. Không tạo ra dòng tiền rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi những cái căn nhà mặt phố này người ta không có cần dùng tiền, nhưng mà bắt buộc nó phải tạo ra dòng tiền để khẳng định cái giá trị bất động sản. Cái giá trị bất động sản mà cái vị trí nó, cái dòng tiền nó tốt, nó cho thuê được cao thì cái giá trị bất động sản nó lên cao. Còn cái dòng tiền nó không tốt, cái vị trí bất động sản mà không cho thuê được, không có dòng tiền nhiều hoặc là cho thuê được rất là thấp thì cái giá trị bất động sản nó phải tuột, nó phải xuống thấp rất là nhiều. Đó thì cho thuê nhà nữa nè, miễn phí 15 ngày setup luôn đó, miễn phí 6 tháng ý, gọi là miễn phí nửa tháng setup luôn. Mình thấy đó, bây giờ thì coi như là thụ mãi ưu đãi đủ kiểu luôn, mà vắng thì vẫn vắng, ế vẫn ế đó. Thì thay đây nè, cả cho thuê nè, đây là cho thuê nè, cho thuê từng trệt nè, lửng rồi quá trời luôn đó. Rất là nhiều lầu một nữa, coi như là ở trên thì có thể là người ta ở, còn dưới này là cho thuê hết trơn nè, nhưng mà cũng không xong rồi. Đó, tình trạng bây giờ thì coi như là để cái bảng mà đèn led nhà cho thuê luôn, chứ không phải là dán cái băng rôn như ngày xưa nữa. Mình thấy đó, đèn led luôn ha, có số điện thoại luôn giống như là những cái biển hiệu vậy. Đó, thì nhìn thấy những cái hoàn cảnh này mình mới thấy được là bây giờ thì coi như là thua dữ luôn, chứ không phải thua bình thường nữa. Ế quá trễ, mặt bằng mà giảm thì cái giá trị bất động sản nó cũng bị bốc hơi một phần. Đó. Nhà mặt bằng mà không cho thuê được thì bây giờ mình thấy là nếu mà cho thuê được, có dòng tiền ngon lành thì người ta sẽ mua, cái giá trị bất động sản nó cao, ngân hàng định giá cũng cao nữa. Bây giờ thì những cái mặt bằng này không cho thuê được thì coi như là bỏ không, không có dùng tiền thì ngân hàng định giá nó, bất động sản nó sẽ thấp lại đi, và người ta mua thì người ta mua cái giá cũng thấp lại. Ví dụ lúc trước là 20 tỷ mà giờ không cho thuê được, bỏ không bỏ trống thôi, mà nó không có dùng tiền thì bây giờ người ta chỉ trả là 18 tỷ 16 tỷ. Đó thì cái giá trị của bất động sản nó bị bốc hơi rất là nhiều. Đây cũng là một cái khó khăn khi mà phải gọi là dính vào những cái thực trạng này, cũng rất là buồn. Đó thì em đi sẽ đi tiếp luôn. Ở đây thì ngay cái đường ray xe lửa đây, đường ray của tàu hỏa đi vào ga Sài Gòn. Đó thì hơi dằn cho nên là màn hình hơi rung xíu, cho nên là mong gia đình thông cảm giùm em. Đó thì mình thấy cái khu ở đây thì quá trời luôn rồi nè, mà mặt bằng vẫn đóng cửa nha. Đóng cửa nhiều luôn. Đó thì có mình thấy được đó. Bây giờ thì ngay ngã tư nè. Đường gọi này là ngã 5 luôn, ngã 6 luôn rồi.
Trần Hữu Trang, Huỳnh Quang Bánh, Lê Văn Sĩ là liên tục trong nhà mình là được từ 2 đến 3 tháng. Nguyên một cái khu gì mà bây giờ thì là cái sản phẩm này cửa đóng then cài quá trời. Cái cây phun diệp 100% trước mặt gia đình chúng ta là đường Lê Văn Sĩ thôi. Con người và ngược lại nó kích thích lên cái khứu giác của con chuột đó. Nó làm cho con chuột cảm thấy cái mùi dầu phun diệp này rất là khó chịu và đi khỏi nhà. Em thì sẽ đi phẳng cái đường Huỳnh Quang Bánh nó không gây độc hại cho người sử dụng và thú nuôi, vật nuôi hay gia súc gia cầm trong gia đình của mình. Bữa nay mình đuổi con chuột bằng đây, công nghệ mới mà đuổi chuột ra khỏi đường Hoành, đi tiếp tục trên con đường Hoành Quang Bánh này, ở ngay chỗ ngay gốc mà ngã 5 ngã 6 này cũng đóng cửa nữa, kinh doanh không được. Mà em thấy nhiều cái khu vực mà gọi là đắc địa như thế này mà cho thuê không được đó thì thấy là rất là căng rồi, căng cả hai bên, căng kể cả cho người có tài sản, căng kể cả cho người kinh doanh phải đi thuê những cái mặt tiền, những cái căn hộ đó. Thì bây giờ mà làm ăn mà đi đường Quận Bánh quá nổi tiếng, đi nãy giờ thì gia đình chúng ta thấy là khoảng 60% mặt bằng là cửa đóng then cài hết, một cái số lượng rất là lớn đó. Thì bây giờ cũng dịch chuyển rất là nhiều, thứ nhất là bán trực tiếp như thế này thì mặt bằng cao mà cái lượng khách mà đến mua trực tiếp bây giờ là ít, cho nên là người ta cũng chuyển theo một cái xu hướng đó là online, thì người ta vào những con hẻm hoặc là thuê những cái phòng hoặc là trên chung cư để người ta bán online, người ta giao hàng thôi, người ta không có cần trực tiếp nữa để giảm chi phí đó. Thì đây cũng là một trong những cái lý do mà làm cho những cái mặt bằng kinh doanh, những cái mặt tiền kinh doanh ở đây càng ngày thì càng gọi là vắng vẻ và điều hưu, nó không được chuộng như ngày xưa. Đời ngày xưa mà thấy người ta buôn bán kinh doanh thấy ham lắm, nhưng mà muốn mà kiếm được một cái mặt bằng để mà mở ra một cái quán hủ tiếu hay quán cà phê hay là một cái cửa hàng thời trang hay cái gì đó là coi như là rất là khó, tại vì không có xảy tay ra được. Nhiều khi mình phải thuê lại nữa, người ta thuê trực tiếp chủ nhà rồi còn mình phải thuê lại người ta nữa thì mới có đó. Thì mình thấy là phải qua mấy trung gian, cái giá thuê đội lên cũng khiếp lắm. Vậy mà làm ăn vẫn được, vẫn kiếm nhà để mà thuê. Còn bây giờ thì mình thấy rồi đó, mặt bằng đầy hết trơn, không ai dám thuê hết trơn. Nhiều chủ nhà mà dán cái bảng cho thuê nhà mà nó bạc màu, mà nó bạc te tua tơi tả luôn, nó rách nát hết trơn luôn mà vẫn chưa có người đến thuê nữa. Đó mình thấy là một cái tín hiệu cũng rất là buồn cho hiện trạng những cái mặt tiền kinh doanh. Đây thì sẽ có nhiều anh chị nói là ria hơi, cái người chủ mặt tiền đó nó giàu muốn chết luôn, có gì đâu mà phải buồn. Thật ra thì buồn cho chủ nhà là buồn một thôi, buồn ít thôi, nhưng mà buồn cho cái người kinh doanh buôn bán tới 10 là những cái người mà ta thuê cái mặt tiền đó để người ta kinh doanh, người ta bỏ vốn ra hàng trăm triệu, có thể là bỏ hàng tỷ nữa, rất là nhiều, nhưng mà rốt cuộc cái kết quả cuối cùng đó là thua, là bốc hơi, là lỗ sập. Cho nên là mình thấy là rất là thương thương cái những người kinh doanh đó, khi người ta bỏ mặt tiền là thấy xong rồi. Nhiều cái hệ quả, nhiều cái hệ lụy quá. Đây thì ngay ngã ba của Huỳnh Quang Bánh, đây là cuối đường Huỳnh Quang Bánh rồi, giao nhau với Đặng Quang Ngữ. Ri sẽ rẽ vào qua Đặng Quang Ngữ này, để cả nhà mình đi một vòng cùng em nữa, ra dài dài đây. Cái khu vực Đặng Quang Ngữ ở đây thì bán hàng ăn cà phê, đồ các quán ăn đồ ở đây nhiều lắm, rồi bán cả ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối nữa. Ngày xưa mà đoạn này á gọi là nộp luôn, dài dài đây thì quán cà phê đồ gần đường Hoàng Sa, Trường Sa rồi cà phê, quán cà phê nhiều lắm. Cho nên là các bạn làm sale rồi đó thì các bạn đa số là các bạn ngồi ở những cái quán cà phê, vẫn các bạn làm việc, cho nên là hẹn khách cũng ra quán cà phê, gọi điện cũng ngồi quán cà phê gọi điện cho khách đó. Mình thấy chính vì vậy mà rất là nhiều gọi là người ta gọi là tập trung lại khu vực này, nên khu vực này buôn bán kinh doanh ngon lắm nó. Còn bây giờ thì thấy nhà mình thấy là nó vắng vẻ và nó tiêu điều, nó chậm quá chậm. Em đi sẽ cố gắng đi xích lên luôn, đụng cái đường Trường Sa luôn. Thì gia đình chúng ta thấy ở khu đây thấy không, từ cái mặt bằng nhỏ nhưng mà khích gịch với nhau hết, mà bây giờ cũng phải đóng cửa, du học du lịch định cư cũng phải đóng cửa nhiều quá. Đây làm tóc rồi cửa hàng phụ kiện gì đóng cửa quá trời luôn đó, mình thấy đó, rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Rồi đây khu này, những đây là nhỏ nhỏ gì ta bán quán ăn này, như là phở như rồi
đó, nhỏ nhỏ gì nhưng mà đâu bán quán ăn, gọi là chen chút nhau bán. Ngày xưa là buôn có bạn bán có phường à, cho nên là nhìn đã lắm cả nhà, qua những cái khu vực này đấy, rộn rịp rần luôn. Còn bây giờ thì nhìn lại là thấy là chóng hết hồn luôn. Ủa sao mà vắng như vậy, sao mà ế như vậy đó, thì quá nhiều câu hỏi đó. Dài ra trước mặt gia đình chúng ta làm đường Trường Sa rồi, và clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.